thật sự là không biết nên vui hay nên buồn luôn các bạn. Cái cây này cây biết khi hôm trước mình nói cái cũ nó bị mềm nữa, bây giờ nó vẫn còn mềm các bạn, nhưng mà đi một điều quan nghiệt nhất trên đời là nó ra cái trái. Hôm trước đăng video lên là hỏi là có nên nhổ lên hay không á, thì bây giờ là nó đầu nó tính nhổ nó lên thì ta thấy nó phát hiện nó ra cái trái. Bây giờ thật sự đây cây này mình không có thụ phấn luôn á, này là tự nhiên luôn nè, nó đầu tự nhiên á. Giờ sao đây, tí họ hôm trước đã phân vân rồi vì bây giờ là vậy, giờ làm sao để chạy. Mình sẽ không tưới nước, mình tự động cắt nước trong đây luôn để cho nó ráo nó khô luôn, đúng không? Rồi để từ từ nó phục hồi như sao vậy, tự nhiên giờ đầu trái mới ghê chứ. Sao trong hoàn cảnh ngặt nghèo nào mà em lại có thai em muốn để lại nồi giống cho anh hay sao đi vậy em ơi, trời ơi.